mới về một chiếc xe đẹp quá các bác ạ. Em nó sản xuất năm 2007, cuối cùng của Atis đây ạ. Và đây là chiếc xe mà phải nói là chính chủ một chủ từ mới các bác nhé. Và cái chiếc xe này là em mua lại là của anh đại tá công an về hưu anh em nhé. Lúc anh ý có chiếc xe này là 2 năm trước anh mua của em, là anh ý đang đương chức và bây giờ anh ý về hưu thì anh ý chuyển sang con xe điện các bạn nhé, con VF5. Thì anh để lại cho em con xe này. Thực sự nó là một cái xe đẹp, lúc em bán cho anh gần 300 triệu anh em ạ. Và đến bây giờ cái chiếc xe này anh đi chỉ được thêm 2 năm rồi, anh đi chỉ thêm được độ hơn 1 vạn thôi các bác nhá. Mà chiếc xe này lúc em bán là một chủ từ mới, chưa sang tên một lần bán cho ai cả. Và em sang tên cho anh ý. Anh thích cái biển này này anh em này. Đúng đời đúng biển, đúng 29Z7757, xít nữa thì tứ quý 7 các bạn nhé. Đó là anh ấy sinh năm 1957 các bạn ạ. Đấy, cho nên anh mua con này anh em ạ, lý do nó có lý do của nó đó. Và bây giờ bác ý là nghỉ hưu, bác ý đi xe điện các bác ạ. Đây, và cái chiếc xe này thì là một mẫu xe mà em nói các bác là hoàn hảo, toàn bộ 4 lốp mới các bạn lưu ý này, toàn bộ 4 lốp mới, xe zin 100%, từ vách lỉ của xe nó còn nguyên bản và ghế của xe thì nó còn nguyên bản là lỉ. Anh em nào chơi kỹ tính bóc ra cho em các bạn nhé. Đó, và các bạn nhìn vô lăng cửa sổ cho em, một chiếc xe xuất sắc trong hai từ xuất sắc, zin tuyệt đối các bạn nhé, zin tuyệt đối. Và chiếc xe này bác đi cực kỳ giữ gìn và vẫn còn nguyên, bạn lưu ý này, vẫn còn nguyên 2 chìa khóa zin theo xe, khóa điện các bạn lưu ý này, và 1 khóa cơ là 3 khóa các bạn nhé. Đó, những năm đấy nó sản xuất ra hai khóa kiện điện này, nhưng vào bây giờ chỉ duy nhất chỉ có 1 khóa điện các bạn nhé. Và đây quan trọng nữa là cái đầu zin theo xe là vẫn còn hoạt động 6 đĩa nguyên bản, chưa hề thay đổi bất cứ cái gì các bạn ạ. Và bây giờ thay đổi thì quá đơn giản các bạn ạ, bỏ ra hơn 1 triệu bạc thì thèm màn hình Android. Nhưng bây giờ thực ra cái chiếc xe này để mà tìm kiếm được cái chiếc xe đẹp như này không phải đơn giản các bạn ạ, không phải đơn giản một chút nào, em nói một chút nào luôn các bạn nhé. Đó, anh em nào thực sự đấy, các bác nào mà muốn sở hữu chiếc xe này vừa tiền đấy, em đang chào bán cho các bác là cửa tiền nanh quanh với chiếc xe Toyota là Atis 1.8 đời 2007 bản G như thế này. Thì bên em đang chào bán cho các bác là cái cửa tiền là 198 triệu các bạn nhé. Các bạn không nghe nhầm đâu, 198 triệu là các bác đã sở hữu được cái chiếc Toyota Atis cực kỳ là chất lượng và đặc biệt xe zin. Các bạn nhớ lưu ý như vậy, toàn bộ xe, mặt nạ ga lăng, mọi cái của xe các bạn nhìn là thể hiện một chiếc xe xuất sắc trong hai từ xuất sắc các bạn nhé. Và đây là những chiếc xe mà bên em tuyển là phải nói là hàng chất lượng, cam kết máy zin, côn zin, số zin chưa thay chưa chạm, và xe chạy chuẩn là bây giờ hiện bây giờ đang là 12 vạn km các bạn nhé. Đó, lúc em bán là hơn 10 vạn km và bây giờ là 12 vạn km, một dàn lốp mới từ trước ra sau anh em ạ, xứng đáng lốp bít quá chất lượng anh em nhé. Đi thì sướng lắm các bác ạ, đi thì sướng lắm, đầm chắc sướng cực kỳ các bác nhé. Đó, đi đầm chắc sướng lắm và êm lắm các bạn. Đó các bác nhé, một chiếc xe đẹp như này thực sự là em ngỡ ngàng ở cái chiếc xe này các bác ạ. Đấy, các bác khi các bác đến xem chiếc này thì nói thật sự các bác thích cực kỳ luôn các bác nhá. Em nói thích cực kỳ luôn, xe nó zin như này, chỉ zin 100%, toàn bộ xe đẹp như này, còn giá thì cứ yêu cho khách hàng ở phân khúc đó là Atis các bạn ạ, Atis anh em nhé. Với cái chiếc xe này thì mọi chức năng hoạt động rất là hoàn hảo. Và đây em sẽ thử để chuyển đĩa cho chúng ta thử chạy xem nào các bạn nhé. 8:50 ạ. Và lúc này thì Hải Linh quay sang thấy Hải Vũ đang rất là cần mẫn với công tác là tổng hợp những thông tin của thính giả. Lưới tản nhiệt mới trông khỏe khoắn hơn. Bộ mâm xe rất thể thao, chưa hết đâu. Đó các bạn nhé. Và chiếc này thì nó hoạt động ổ 6 đĩa các bạn ạ. Đây CD 6 đĩa 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoạt động trơn tru tất cả mọi cái. Và em nhỏ âm lượng, các bạn có thể chỉnh âm lượng ở đây nhỏ cũng được các bạn này, các bạn chỉnh ở đây nhỏ cũng được các bạn nhé. Đó, và bây giờ
thì em sẽ quay cho các bạn đến phần từ trong ra ngoài để các bạn cảm nhận được máy số, thân vỏ, keo chỉ, mọi chức năng xem nó như nào các bạn nhé. Các bạn nhìn đây, đẹp, tất cả cái tay này nó vẫn là zin hết. Và các bạn nhìn đây, toàn bộ cua lốp, cua gập của xe nó còn đẹp như này đó, tất cả các bạn nhé, zin hết, zin hết, mỏng tanh đó các bạn nhé. Đến bao giờ mới hỏng được các bạn? Đèn của xe nó nguyên bản theo xe, chữ Atip này đó, Corolla Atip này, chấm hết các bạn nhé. Đấy, đèn zin hết các bạn này, trước sau zin hết đó các bạn nhé. Đây các bác nhìn đây. Đấy, những chiếc xe đẹp thì luôn luôn em mua hết mình cho các bác luôn. Đây zin hết đây này, đây các bạn này. Đó các bạn nhé, đó gầm đấy. Xe thì bảo hành cho các bác về độ zin, độ chuẩn của xe luôn. Đấy các bạn nhìn đây, đó chiếc xe mà phải nói là hàng xuất sắc, lỉ nó đây các bạn này, lỉ nó đây còn đẹp như này đó anh em nhé. Sàn nó đây quá đẹp luôn, ta không bàn về chất cái chiếc này nó đẹp như nào đâu các bạn ạ. Đó anh em nào thực sự mà quan tâm chiếc này ấy, thì chỉ cần nhấc máy là có xe thôi các bạn nhé. Các bác cứ nhấc máy lên là có xe các bạn. Đó, xe em thì bán thì hàng xuất sắc rồi, các bác yên tâm là một điều như vậy, xuất sắc cho các bác sử dụng. Đấy các bạn nhé. Và các bạn nhìn đây, tổng thể từ cua lốp, cua gầm đó của xe bên này, các bạn nhìn đây, vẫn zin nguyên bản hết các bạn, không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đó, ba bô lê đây, toàn bộ xe đẹp các bạn nhé. Đó, một chiếc xe xuất sắc như này. Và anh em nhìn đây, đó là một cái xe mà nó chủ đi thì người ta chỉ giữ gìn cực kỳ các bạn nhé. Atip thì các bạn nhìn là nó có cái chăn nắng. Đấy, ở phía sau đây các bạn thích thì kéo đặt lên các bạn nhé. Đấy, chúng ta đặt lên đó là cái chăn nắng ở phía sau đấy các bạn này. Và nó có bệ tì tay, có hộc đầy đồ các bạn lưu ý này, có bệ tì tay, có hộc đầy đồ các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì các bạn, cái này thì có một cái điều là cái này thì người ta bọc trước bọc ghế, người ta quên không rạch cái này ra các bạn. Ở đây nó có một cái ở đây nó có một cái hộc để nước các bạn nhé. Đấy các bạn về các bạn nhớ lưu ý rạch cho mình để mình quên mất, mình không cái này bây giờ mình mới phát hiện ra là khi chủ người ta lắp người ta quên đặt cái điều đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhé, ở đây này đó. Và trần thì các bạn nhìn đây, chiếc xe này trần mới tinh các bạn nhé, trần mới tinh đó các bạn, đẹp, thấy đẹp không, đẹp chấm hết cho các bạn luôn các bạn nhé, đẹp chấm hết cho các bạn luôn. Anh em nào thực sự quan tâm chiếc này ấy, thì anh em qua em đi đó. Toàn bộ xe thì các bạn nhìn đây, zin hết này. Với chiếc xe tổng thành được như này thì là một sự thực sự là cố gắng các bạn ạ. Bởi vì những chiếc xe nó dòng Atip này mà để kiếm được chiếc xe đẹp như này khó lắm các bạn ạ. Thì em buôn xe nó nõi đời bao năm rồi, và đặc biệt em chỉ thích buôn cái dòng Atip đẹp thôi các bạn nhé. Và em chỉ thích buôn những xe đẹp thôi, cái xấu này em không buôn các bạn ạ. Đó, cho nên là nhiều khách hàng đến bên em đánh giá em rất kỹ ở cái chất lượng em tuyển vào đầu vào những cái chiếc xe như này. Bởi vì sự thành công của một chiếc xe là chính là cái đầu vào các bạn ạ. Đầu vào của xe nó tốt thì chúng ta sẽ tuyển được xe tốt và khách hàng người ta sẽ nhớ tới mình. À, những chiếc xe bán lại. Vậy như cái chiếc xe này là xe này chẳng hạn các bạn nhé. Như chiếc xe này chẳng hạn là em mua bán cho người ta năm 2000 năm nay là 24 em bán là năm 2022 các bạn ạ. Và bây giờ 24 thì cái chiếc xe này mà người ta gọi bán lại, nếu mà xe không uy tín, không chất lượng thì không ai dám mua. Nhưng em rất thích mua lại những chiếc xe mà em đã bán ra các bạn nhé. Bởi vì sao? Xe đẹp các bạn ạ, không mua tiếc lắm. Và nó bán ra những chiếc xe đẹp như này, thực sự khách hàng người ta nhớ tới mình. Lúc nào thỉnh thoảng khách hàng vẫn yêu, có thể người ta cho mình cái nọ cái kia. Đấy, tuy không là phải vật chất gì nhưng nó là chiếc xe phải nói là đẹp. Và con này thì em lại có một kỷ niệm là với bác như này, bác tên là bác Toàn bạn ạ. Toàn bên sát bệnh viện 198 của Bộ Công an anh em nhé.
Và cái chiếc xe này này là kỷ niệm, là em bán chiếc xe này cho bác, em lại mua được một chiếc xe, tức là bác ý bán lại một chiếc Toyota và bác bán lại một chiếc là Vespa các bạn ạ, Vespa cổ mà đạp ấy, phải đạp các bạn nhé. Đấy, ở biển Sài Gòn ra. Đấy, Vespa cổ mà em thực sự là ấn tượng các bạn ạ. Bác bán kỷ niệm cho em, mà bao người giả bác mấy chục triệu không bán mà bác bán cho em các bạn nhé. Đó, đấy là cái tình cảm, thứ nhất là cái tình cảm mình như nào, mình như nào mà bác mới nhớ bác bán cho mình con xe như vậy các bạn. Đó, các bạn nhìn đây, xe đẹp đây, mới tinh, ốc nhái đây, ốc đây và gươm hết các bạn nhé. Máy còn là máy zin hết các bạn ạ, máy zin tuyệt đối luôn anh em nhé. Đó, các bạn nhìn này, từ đây các te bên trong của nó này zin hết đây. Đấy, zin 100% luôn cổ đây. Đó các bạn nhé. Bác để bây giờ em sẽ lổ thử cho các bác này. Đã kể câu chuyện dở lại là bác bán cho con Vespa anh em ạ. Thực sự là ấn tượng, bây giờ vẫn thích các bạn ạ. Có tiền không mua được những cái xe cổ các bạn ạ. Vespa sản xuất từ năm 8 mấy các bạn ạ, nhập Pháp. Đó, về bây giờ thì em chơi. Đấy, ấn tượng ở cái đấy. Những cái dòng Corolla thì các bạn nhìn đây cho em này. Đấy, ngày xưa người ta đã kiệt tác, người ta chế ra từ cái công tắc AC này, nó chuyển dùng một cơ các bạn, ấn xong nó ra điện. Và từ cái công tắc chuyển gió này, gió đứng này, gió ngồi này, đó, nó cũng cơ nhưng lại chuyển thành điện. Đấy các bạn nhé, rất là hay các bạn ạ. Đó, và đồng hồ giờ của nó hoạt động rất là chuyên chu, chuẩn, đĩa vẫn hoạt động, tất cả mọi cái đĩa vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Đó, và đây đồng hồ km chạy đây các bạn này, lúc em mua đây, và bây giờ chạy lên là 12 vạn rồi các bạn nhé. Đấy, bán cho bác có chục vạn, hơn chục vạn tí, và bây giờ bác đi mãi chứ hơn chục vạn, hơn một vạn các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì thực sự là xe đẹp, bác nào mà muốn mua chiếc này nhanh tay cho em. Xe không có chiếc nhiều đâu, không có nhiều đâu các bạn ạ. Xe em cam kết cho các bạn là không có hơi thừa, không có đổ hơi, không có ăn nhớt, các bạn lưu ý nhé. Không hơi thừa, không đổ hơi, ăn nhớt anh em nhé. Đó các bạn này, máy đây, máy không hơi thừa, không ăn nhớt các bạn nhé. Đó, đấy, em sẽ đọc lại. Rồi, chiếc xe xuất sắc như này. Các bác nào mà sở hữu các em nói thì các bác cũng nhanh tay lên để sở hữu chiếc này anh em nhé. Và cái chiếc xe này thì nó đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm rất dài các bạn nhé. Kính của nó, kính trước kính sau là zin hết các bạn nhé. Các bạn lưu ý này, zin hết này, kính trước kính sau zin hết này, toàn bộ xe đấy, hai này đấy các bạn này, đây các bạn này, đó các bạn nhé, toàn bộ zin hết các bạn nhé. Và cái biểu tượng này, chữ này là chữ zin các bạn này. Đấy, đây các bạn này, một chiếc xe xuất sắc như này. Đó, bác nào mà thực sự muốn quan tâm chiếc này ấy, và sở hữu chiếc xe mà trang bị động cơ 1.8 mà thực sự nó tiết kiệm xăng cực kỳ các bạn nhé, đi thì nó chỉ rơi vào 6 lít cho đến 7 lít trên 100 km thôi, không bao giờ hơn. Đó các bạn thấy ạ, chỉ như vậy thôi, không bao giờ hơn các bạn nhé. Đấy, bác nào mà thực sự sở hữu dòng này rồi, các bạn biết đây là chiếc xe mà phải nói là cực kỳ là lành, hiền và chất lượng cực kỳ luôn các bác ạ. Với cái xe tầm tiền như vậy mà sở hữu được chiếc này, em thấy là điều xuất sắc các bác ạ. Và toàn bộ xe nó vẫn còn nguyên bản. Các bạn lưu ý này, từ cái vòi chống trộm của xe nó vẫn còn zin như này, và khóa khiển của xe nó còn hai chục khóa zin và một khóa cơ các bạn nhé. Đó mới là cái điều đặc biệt các bạn ạ. Và chiếc xe này em mua lại chịu chính chủ của bác ý, cho nên là khi các bạn mua chiếc xe của em thì các bạn rút hồ sơ sang tên thì các bạn thao yên tâm luôn, không phải lo gì hết các bạn nhé. Cho nên các bạn không phải lo về hồ sơ sang tên gì cả. Đó các bạn nhìn này, đẹp chấm hết luôn. Đó các bạn nhé, biểu tượng Atit của nó vẫn còn zin còn đẹp như này các bạn. Đó, không hề chảy xước một tí nào cả các bạn nhé, không hề chảy xước một tí nào cả. Đây các bạn này, vô lăng này, mỹ mãn về độ chuẩn các bạn ạ, chuẩn zin. Đấy, công tắc của xe rồi, kính cụp xòe xin nha. Đó, mọi chức năng hoạt động rất là ok luôn các bạn nhé. Anh em nào mà thực sự đang quan tâm, đang tìm kiếm mẫu Atit ấy, thì anh em hãy nhanh tay để sở hữu cái chiếc Atit này cho em. Đó các bạn nhé, xe em đang bày bán tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh em nào quan tâm hãy liên hệ em ngay để sở hữu xe. Xin cảm ơn.